Survey Laptop 3 được đánh giá là dòng sản phẩm nổi bật trong bộ sưu tập vô cùng đa dạng mà thương hiệu Microsoft cho ra mắt vào năm 2019. Với thiết kế vuông vức, tối giản sang trọng, cùng hiệu năng cao có nhiều cải tiến, chắc chắn chiếc máy này sẽ thỏa mãn được nhu cầu của hầu hết người sử dụng. Đi theo phong cách tối giản nên ổ cắm được trang bị ở hai bên cạnh của Surface Laptop 3 cũng được nhà sản xuất giảm lược chỉ còn một số cổng thực sự cần thiết. Khi mở máy ra, người dùng sẽ khá ấn tượng với phần bàn phím và touch bar sang trọng. Các phím lớn vuông vức cùng với touch bar rộng sẽ mang đến cho bạn cảm giác gõ bàn phím khá dễ chịu nhờ độ nảy tốt, hành trình phím hợp lý và âm thanh êm tai khi gõ. Phiên bản máy tính Surface Laptop 3 màn hình 13 inch được trang bị CPU Intel Core thế hệ thứ 10, bộ nhớ trong RAM 8GB hoặc 16GB, cực kỳ mạnh sẽ giúp máy hoạt động ổn định, chạy đa nhiệm mượt mà. Ổ cứng AD với tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh không những mang đến cho người dùng trải nghiệm vận hành mượt mà còn thỏa mãn nhu cầu lưu trữ dữ liệu của người dùng. Đặc biệt, nếu người dùng cảm thấy chưa quá hài lòng với dung lượng lưu trữ, máy vẫn còn có khả năng nâng cấp thêm một ổ SSD giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn. Không dừng lại ở cấu hình cao mà Surface Laptop 3 còn được trang bị những tính năng tiên tiến hiện đại. Máy có camera trước kết hợp với Windows Hero, vừa có tính bảo mật cao lại vừa tiện lợi với người sử dụng trong việc đăng nhập máy. Màn hình máy tính có kích thước 13 inch khá lớn với tỷ lệ 32, có thể hiển thị nhiều thông tin hơn so với màn hình ở tỷ lệ khác. Điều này góp phần tăng hiệu quả làm việc cho người sử dụng, nhất là những người có nhu cầu đọc nhiều. Sản phẩm đang có sẵn tại tất cả các chi nhánh của Hà Nội Computer, đi kèm rất nhiều quà tặng và chế độ bảo hành chính hãng 1 năm.